Út Nhi xin chào cả nhà. Hôm nay chặt dừa ăn hai loại luôn nha, mình chặt coi loại nào ngon nha. Dừa này là được cho không nè. Bây giờ sẽ chặt hai thứ, thứ dừa nào ngon nhất. Thở chặt dừa này nha. Miền Tây mà không biết chặt dừa nữa à. Miền Tây mà không biết chặt dừa là bị cười chê chết. Như không biết chặt dừa không sao, nhưng mà Nhi mà không biết chặt dừa mới là quê đó nha. Tao không chặt thì tao không biết chặt thì thầy á chặt dừa còn chặt không được thì đừng chặt dừa, cũng như mình nhát tay á, cái mình rút bên đây gáo bên kia gáo rồi xong kia không chặt được gì hết, không như vậy ăn tay á. Chặt dừa mình ăn tay nữa trời ơi, cái gì nữa. Tao chặt dừa bên đây cái bên kia cái rồi xong. Ồ, dừa cơm ghê chứ. Mình chặt của chú Nam phải không? Của chú Nam trước nè. Để chặt dừa nghe không? Dừa ngon lắm. À. Cái nè. Ngon quá, ngọt á. Ngọt. Wow, ngọt dữ ta. Dừa đó của chú Nam. Dừa của chú Nam ngọt quá, để chặt trái này thử coi. Trái này nhỏ nhỏ này thử coi. Nhỏ nhỏ và có vỏ không? Ây da, xúc vậy ta. Mưa nữa kìa ba, ngồi đó ba. Không cần mưa đâu trời, ta nấu nước nó sôi. À vậy hả? Nghe là biết rồi đó. Em biết sầu lao rồi đó. Mình nấu nướng nhào ở đây nó lên không chịu không. Mưa suốt ngày ai biết được nha, tưởng mưa. Mưa mưa. Gọi hai gói cà phê nó uống. Mưa. Sáng như gọi cho Nhi hai gói rồi mà. Dạ, uống hai gói. Dữ vậy. Mưa. Wow. Cái này cũng y chang vậy nha. Cái này cũng cái cũng ngon y chang vậy luôn. Cái này bỏ vô nước dừa uống rồi ăn luôn. Ngọt luôn. Ngọt luôn. Rồi hai trái. Hai trái thì được nửa ca. Trái. Ây da. Trái. Gớt đây cả nó rụng mình nè, trái da da trái da da chứ gì, xanh này nó trước nên mình phải ăn trước nha, còn trái kia thì mình để ăn từ từ để nó rụng. Má ngồi vậy con có quay nó ghê không? Không, nó rụng. Quay má làm gì? Nó rụng cuốn rồi. Má tính quay rằng má cắt xà lách cho gà ăn. Má muốn quay là má cắt xà lách cho mấy con gà nó ăn, cho con gà nó tốt. Má mình trời ơi. Wow. Cái dừa này hả, cắt cắt dừa đúng luôn đã là. Cắt dừa đúng luôn ngay cái mặt luôn nè. Cái mình nại cái mặt nó ra. Cái mình nại cái mặt nó ra, cái mình chút vô. Chút vô cái ly này đi. Chút vô cái ly này đi. Ây da. Cái bắt đầu mình quậy nước đá. Cái mình bé ở dưới đi chơi từ chơi từ. Mà chơi mà chơi rồi chơi chơi nấu mình thành thành. Bà chị có nói là làm YouTube giống như là chơi trò chơi hồi xưa nói chuyện với mình đó. Đó.
vô đây cái mình nạo cái mình bỏ vô, cái mình bỏ lá cho mình ăn nha. Rồi xong cho ba với má ăn ca này, con một cái ly rượu và ba trái gì đủ rồi. Cái dao này nhìn nhìn vậy chứ mà bén ghê nha. Bên bụi bên nhỏ luôn nè. Bây giờ ông ngoại nói gì đó à, chặt gì mà xéo xẹo nè, giỏi ghê. Hèn chi Nhi sợ bà hái trái hết rồi, quý không có hái, trời ơi. Nhưng mà cái dừa bự này của chú Nam nó ngon hơn đó nha. Ây dạ nhìn dính nè, chích ra rồi đó, nó góp gớt rồi, ngã cây dừa đổ rồi khỏi ăn luôn, xong. Đây nó cái dừa nó dừa, cơm nó cứng nè, cứng cại và ngon nè. Cái đập nước đá bỏ vô uống, bát cháy bùi chét luôn nha. Đập nước đá bỏ vô uống, bát cháy bùi chét luôn. Wow. Kỳ quá, dừa này nó cho chừng 3-4 ngày là nó bị rụng cuống vậy đó hả? Đúng rồi. Kỳ không? Nó vậy là phải ăn chặt mấy trái xanh này trước đi. Ngon ghê, ngon luôn. Wow, dừa tươi ngon quá. Dừa mà qua tới bển là cũng nhập khẩu rồi là cũng hết ngon, không có tươi bằng. Đúng rồi. Đúng tại vì giống như này, cái trái dừa xanh này mấy bé ông hôm nay 3-4 ngày rồi đó là nó cũng hết ngon rồi, nó cũng cuốn rồi đó. Mà nhập khẩu qua bãi bản nó bởi vậy nó đâu bạn, nó tươi luôn. Rồi xong kết thúc video, bây giờ mình bỏ cái đá vô mình uống thôi nha. Xin chào tạm biệt cả nhà.